xin chào tất cả các cô, chú, anh, chị và các bạn. Rất vui được gặp lại các cô, chú, anh, chị và các bạn trên kênh của ba Michael. Sài Gòn ngày hôm nay là ngày 1 tháng 8, 2023. Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng 8. Ba Michael đang có mặt ở đây là ngã ba Tên Lửa. Sáng nay ba Michael mời bà con cô bác cùng với ba Michael đi dạo Sài Gòn sáng ngày hôm nay ha. Bây giờ 10 giờ là này là giờ buổi trưa rồi. Chuẩn bị sắp tới giờ ngọ rồi. Giờ là chúng ta đang ở giờ Tỵ. Khu vực này là khu vực bến xe miền Tây. Thì ba Michael thấy có một bác nhắn cho ba Michael như thế này. Sao không thấy ai quay chợ Cây Thị gì đó để nhớ rồi. Nói đâm ra gụm nấm túm gọn lại nè là bác ấy muốn ba Michael đi quay chợ Cây Thị, mà bác ấy sợ ba Michael không biết, bác ấy mới chỉ là cuối đường Nguyễn Văn Đậu quẹo trái là chợ Cây Thị, mà chợ Cây Thị tuốt ở trên Bình Thạnh á, thì nó cũng hơi xa ha. Mà giờ 10 giờ rồi thì để coi, lát nữa mà ba Michael có hứng thì ba Michael đi luôn, còn thôi chắc xin hẹn bác ấy vào một cái video ngày mai hay là cuối tuần. Ở tại vì bà con bác biết tại sao mà ba Michael hẹn ngày mai cuối tuần không, tại vì ở trên cái khu vực Bình Thạnh á, cái chỗ cầu Băng Ki á bà con, ở đây là bến xe miền Tây nè, có một cái chợ đồ cổ Cao Minh á, chợ tiệm cà phê đồ cổ, thì nếu mà được thì sẵn tiện thì chủ nhật cái chạy lên đó uống cà phê rồi quay cái chợ đồ cổ, rồi sẵn tiện rồi đi ngang qua quay chợ Cây Thị luôn. Còn giờ chạy lên cũng được, nhưng mà có mệt mà ghé quán uống cà phê thì nó không có bán đồ cổ rồi nó cũng hơi buồn. Mà không chừng lát nữa ba Michael xuyên ba Michael chạy lên không chừng à, khó nói trước lắm. Rồi giờ ba Michael quẹo qua đây, mình ra lại đây, con đường này là đường Kinh Dương Vương ở số 372 Kinh Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân. Con đường này ở Kinh Dương Vương này nè bà con, trước năm 1975 nó là quốc lộ số 4 nha bà con. Đây là taxi điện nè. Hôm nay đó thật thú thiệt với bà con cô bác, không biết chia sẻ với bà con cô bác đề tài gì đây. Hết đề tài chia sẻ rồi. Đây quán cà phê chuẩn bị mới mở nè. Hôm qua mình đi con đường Hậu Giang rồi ha. Hôm nay mình sẽ đi đây. Ở đây là người ta gọi là mũi tàu Phú Lâm nè bà con. Con đường cắt ngang này là con đường An Dương Vương nè. An Dương Vương này quẹo phải mình về Rạch Cát, quẹo trái mình đi lên Bà Điểm Hóc Môn á. Xe cộ đông quá ha bà con ha.
À, quẹo qua đây. Ba mấy cầu quẹo qua đây thì con đường này nó vẫn mang tên là đường Kinh Dương Vương nha bà con. Nhưng mà con đường này hồi đó nó lại mang tên là đường Lục Tĩnh. Bên tay trái bà con có thấy không, xe cộ quá trời không? À, xe người ta đang đổ về miền Tây đó bà con. Bên tay phải 30 cầu đây là trường cao đẳng giao thông vận tải Trung ương 6. Thì xin thưa bà con bác, cái ngôi trường này trước năm 75 nó là trường kỹ thuật Dương Châu Minh. Đây là viện thẩm mỹ nè. Rồi bên tay phải 30 cầu đây nè. Đây là tổng công ty Lixin nè. Đây hồi xưa đó trước năm 75 là hãng khô cá mặn nè. Kế bên đây là hồ tắm Phú Lâm nè. Bây giờ là Giáng Tiên nè. Nhìn qua bên kia đó là căn cứ Đài Đa Đa đó bà con. Nơi đó như đó tên gọi là Đài Phát Tuyến Phú Lâm. Lớn lắm. Người dân đi ngang qua đây người ta có thấy mấy cái anten đó, mấy cái radar. À, thì người ta gọi đây là căn cứ radar. Cho nên ở phía bên trong sau năm 75 nó có thêm một cái cư xá nữa, gọi là cư xá Đài Đa Đa. Còn bên tay trái sau những cái dãy nhà này nè, đó là cư xá Phú Lâm B. Bên tay phải 30 đây là cư xá Phú Lâm A nè bà con. À, xin thưa bà con bác, bây giờ bà con bác nhìn vô mấy cái cư xá Phú Lâm A này, bà con bác thấy những cái căn nhà này nó cũng tồi tàn, nó cũng bình thường như bao căn nhà khác. À, nhưng mà xin thưa bà con bác, trước năm 75 ai mà ở được trong cái cư xá, mấy cái cư xá này là dữ dằn lắm nha bà con. À, dân thường là không ở được đâu. Bà con của bác tưởng tượng như bây giờ là ở mình có mấy cái khu đô thị mà Phú Mỹ Hưng đó, Sala quận 2 nè, Thủ Thiêm nè. Đó, mấy cái khu mà bà con bác thấy nó sang sang mà chỉ dành cho giới nhà giàu ở á. Thì xin thưa bà con bác, hồi xưa mấy cái cư xá này là thuộc dành cho tầng lớp đó, công chức á. Chỉ có công chức mới vô đó ở nổi nha bà con. Hồi xưa vô đó là có gạch bông nè, nhà lót gạch bông nè, có điện, có nước nè. Còn đa phần mà trước năm 75 á, nhà dân thường ở ngoài là đa phần là nền đất nha bà con. À, ba mày còn nhớ là hồi đó nó thập niên 80 á, nhà của ba mày cầu á, xin thưa bà con, nhà ở bên Trần Đình Xu thì gạch bông đông từ đó giờ rồi, nhưng mà lúc mà ba mày cầu về bên quận tư ba mày cầu ở á, thập niên 80 á, xin thưa bà con cô bác á, là nền á, là cái nền đất nha bà con, mà đất thì bà con biết nó lồi lõm như nè đó, bàn á mà mỗi lần mà kê cái bàn vô là phải chêm thêm nha bà con, tại vì nó đâu có bằng phẳng đâu. Đâu có bằng phẳng như bây giờ mà đem bàn vô để đâu. Hầu như nhà bà nào đó cũng có cái bàn. Rồi cặp băng rê cũng phải chêm. À, nói chung là nhà mà dân thường là đất không à, nền đất. Mỗi lần mà quét nhà là phải lấy nước đó, rải. Rồi bắt đầu quét. Đất mà đất đóng cứng ngắt luôn á, mà nó không phải nó đất thì nó là đất cứng, mà nó cứng, nó giống cái kiểu mà nó lồi lõm đổ lõm lõm lõm, nói chung là không biết bà con có bắt nó hình dung ra được không. Còn nhà của ba mẹ gồ hồi xưa ở bên Phát Diệm thì gạch bông từ nào giờ rồi. Cầu này là cái cầu ông Buông nè bà. Cầu này hồi xưa trước năm 75 người ta gọi là cầu Phú Lâm.
ta qua con đường này là đường Hồng Bàng. Con đường Hồng Bàng này trước năm 75 nó vẫn là đường Lục Tỉnh nha bà con. Rồi sau năm 75 thì nó đổi tên là đường Hùng Vương. Con đường Hoàng Lê Kha này xưa là đường Bến Phú Lâm nè. Ở đây là bụng bên kia gõ, bên kia đó là chùa Huệ Lâm. Ở đây có một cái đình nè bà con. Đình này người ta gọi là đình Phú Lâm. Ôi trời 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 đó. Ba mới gọi tính quẹo vô mà thấy cái xe đó là hơi thua. Xe tải rạp đậu đó là sầu vô. Ở đây hồi xưa có một cái tượng đài Lê Lợi. Ông Lê Lợi này là thánh tổ địa phương quân. Đường Minh Phụng. Hồi đó đây có một cây cầu nè. Cầu này người ta gọi là cầu cây gõ. Còn con đường cặp bên hông này đó gọi là bến Phú Lâm. Mình lên cầu cây gõ, mình xuống cầu cây gõ đây. Rồi giờ ba mày cầu trước mặt bà con bác có cái chợ cây gõ, chợ Minh Phụng á. Giờ ba mày cầu quẹo trái ha. Để đi vô con đường này là con đường Lê Quang Sung. Con đường Lê Quang Sung này thì hồi xưa nó mang tên là đường Trương Tấn Bửu. Bán đồ chay quá trời nè, hủ tiếu chay.
con đường này đường Mai Xuân Thưởng, Cà Ri Alex. Hôm nay ba mẹ cô không có chủ đề gì chia sẻ hết cho nên bà con cô bác xem đường ha. Con đường này đường Cao Văn Lầu này. Hồi xưa là đường Lê Quang Thiện. Hôm nay ngày gì mà sao ấy ăn chay nhiều quá bà con. Đó, cơm chay quá trời luôn nè. Đó. Đó bà con quá ha. Tiệm cơm chay đông nghẹt à. Chẳng lẽ hôm nay vô rằm tháng 7 ta. Hôm nay 1 tháng 8. À, con đường này đường Trang Tử. Sáng ở nhà ba mẹ cô thấy vợ ba mẹ cô cũng làm đồ chay nữa, bà làm mấy cái đậu hũ mà sốt cà bà con, với đậu hũ chiên. Chắc hôm nay là ngày chay rồi quá. Rồi chợ này là chợ Trang Tử đó, ở bên đường Trang Tử. Chợ này là chợ Xóm Voi. Ở đây là bán nổi tiếng là bán trái cây, bán thùng cũng có mà bán lẻ cũng có. Ba mẹ cô đi chạy rà ha, cho ba mẹ cô rà trúng đài nào ba mẹ cô phát đài đó cho bà con bác nghe. Cái giòn hiện tại là giờ ba mẹ cô đang không biết chia sẻ cái gì hết, cái gì cũng nói hết trơn rồi. Ui da, do giờ tràn nắng và mưa quá, hồi giờ họ chăn cái dù nè bà con. À, bà con có thấy chưa, hồi xưa có một cái xe mà kia mà đậu một phát một thôi là hai bên đường rộng rãi, xe hơi chạy vô bon bon. Còn giờ này bà con có thấy không, đường nó nhỏ hẹp vô rồi nè. Đó, hẹp đến nỗi bây giờ xe gắn máy chạy còn không được nữa. Đó, bây giờ hồi xưa còn chơi đồ kéo, còn bây giờ sao ta. Đó, họ để nguyên cái dù về luôn, bây giờ cũng đô thị mà xuống rồi chắc hốt đã luôn. Bên bán đầy hết rồi. Ồ, mãng cầu măng cục 40.000 ký, cam xanh. Rồi thua rồi, không thấy thị trường luôn. Không phải, không thấy đồ thị luôn. Rồi thế là ung dung ta ngồi ta bán. Đó, ba mày còn thấy có một chiếc xe đô thị ở đây, cái là hầu như là đường nó rộng rãi lắm bà con. À, bây giờ bà con bác xem như thành một cái chợ rồi. Cái này là thu thiệt rồi nè. Cam xoàn bao ngọt, nhãn xuồng 30.000 ký. Nhãn xuồng 30.000 ký rồi bà con. À, mãng cầu 50.000. Quýt, đào, chôm chôm 35.000 một ký. Ở bên các cô chú, anh chị và các bạn có được ăn chôm chôm chưa nè?
Các cô chú anh chị và các bạn ở nước ngoài hay là ở đâu cũng được á, cái mùa này là mùa chôm chôm nè bà con. Ở Sài Gòn hiện tại đang bán là giá là 35.000 một ký bà con. Chôm chôm không biết là cái trái chôm chôm này có được đem qua các dùng của các cô chú anh chị và các bạn không, nhất là ở ngoài miền Bắc, miền Trung, Trung miền Bắc như đâu có trồng chôm chôm hết ta. Chôm chôm thì đa phần là ở miền Nam là nhiều, nhất là cái vùng mà bà con cô bác còn nhớ không, cái vùng ở trên Long Khánh đó bà con, ba mẹ còn nhớ rồi đó, cái miệt trên Long Khánh đó, nhất là ba mẹ còn mỗi lần mà đi Đà Lạt hay là đi đâu đó, lên cái miệt mà ngay chỗ mà dầu dây á bà con, xin thưa bà con cô bác, trời ơi cứ đến ngay chỗ ngã ba dầu dây á là mấy cái bà ba đội mấy cái chôm chôm á, từng bao từng bọc bọc vậy đó, mà bán rẻ lắm, ba mẹ còn nhớ rồi đó, có bán có 2.000 hay là 3.000 5.000 gì đó. Trời ơi ăn đã đời luôn. Con đường Nguyễn Trãi này nè, từ cái đoạn này nè bà con kéo dài luôn tới ngay chỗ mà Vinh Sở Tây á, bây giờ ba mẹ còn không dám quay nữa. Giờ phải né qua con đường Hầm Bàng. Có một cái kênh được sự bảo bọc của công ty Điền Quân á, giờ làm bá chủ cái con đường đó rồi. Ba mẹ còn hôm bữa trước á, mấy ngày liên tục luôn, 2-3 ngày cứ đi con đường đó là dính bản quyền, từ cái đoạn mà ngay chỗ đường đường Lão Tử á, kéo dài tuốt xuống tới ngay chỗ chợ Sa Tây luôn rồi con. Bây giờ ba mẹ còn không quay được con đường đó. Đó, quay lên cái là dính bản quyền, quay lên cái dính bản quyền, mà dính mỗi lần dính bản quyền là cực phiền lắm. À, bây giờ là ở Sài Gòn này là có hình xuất hiện cái diện mà mua đường luôn rồi bà con. Khổ cho các youtuber làm về đường phố. Bảo kê và dưới sự bảo kê của công ty Điền Quân. Rồi bên tay trái này hồi xưa là Bách Hòa Hòa nè bà con. Còn ở đây là hồi xưa là Thuận Kiều Plaza nè. Tòa nhà này thì thôi giờ hết gì để nói rồi, bỏ trắng luôn rồi. Đây chỗ Ngọc Thạnh, hồi xưa đường này là đường Lý Thành Nguyên. Chơi vô cái khu chợ Tân Thành này đi. Nha, bảo điểm sắm mở lại hả ta? Các cô chú và anh chị và các bạn còn nhớ không, hồi xưa ngay góc này có một bến xe lam nè bà con. Ở đây hồi xưa có cái bến xe lam nè. Nhà của tướng Dương Văn Đức hồi xưa cũng ở đây luôn nha bà con. Giờ ở đây bà mẹ còn thấy hình thành ra một cái khu chợ chim. Đang làm đây lề đường đó. Đây là khu này nè, đi qua cái là bị kêu gọi để mua rồi bán nè. Dừng xe vô. Mình mà chạy mà mình ra là không được.
À, xin thưa bà con bác, mình mà chạy mà mình ra là có người kêu mình liền à. Nhất là cái đoạn đường ngay đây thế nè. Ở đây là chợ Tân Thành nha bà con, bán mấy phụ tùng xe. Đường này đường Dương Tử Giang nè. Dương Tử Giang này hồi xưa đó là đường Mạnh Tử. Và mình quay qua đây là đường này đường Tân Thành. Ở đây là bán phụ tùng xe đạp. Cái tòa nhà bự bự cao cao nè bà con, hồi xưa đó là hãng Phương Toàn đó bà con, hãng nước ngọt Phương Toàn. Ông chủ hãng này đó là người Hải Nam, hồi xưa là người Hải Nam là chuyên mở tiệm nước nha bà con. Người Hải Nam đi tới đâu là mở tiệm nước tới đó, tiệm nước lớn nước nhỏ gì đó. Đường này là đường Phó Cơ Điều, bệnh viện Chợ Rẫy trước mặt. Trường này trường Văn Lang nè. Đây là bệnh viện Chợ Rẫy, hồi xưa cổng chính là cổng này nè bà con. Hồi xưa đây là cái cổng chính của bệnh viện Chợ Rẫy. Ba mày còn nhớ không lầm nữa là quẹo vô và cái bên mé bên tay phải này nè, hồi xưa đây là phòng lấy máu nè bà con. Hồi xưa mà hiến máu ở bệnh viện Chợ Rẫy là vô phòng này. Xe duy quý này là như là xe chạy xe đò đó bà con à, chắc là lên đây trả khách người ta đi khám bệnh đó à, đứng cái kẹt cứng luôn ha. Mấy xe biển số vàng vàng này là xe dịch vụ không đó bà con, xe ráp. Trời ơi, xe 71 nữa kìa, bến tre lên. Đó, bà con quá không? Bó tay, áp tắc luôn rồi. Xe nào cũng dừng trả khách đó. Đó, đi cái là đường nó thông liền.
Tân Hưng nè, ở đây là khu Cụm Kiều bán chim nè, ở đây là bán chim nhiều lắm, hai bên đường luôn. Ba mẹ cậu đi mua một cái ly cà phê, trời nóng quá. Con đường này là đường Lương Diễu Học nè. Qua đây là con đường này đường Lão Tử. Vậy là nãy ba mấy cậu nói lộn rồi. Vậy là con đường kia, con đường kia là cái con đường Học Lạc chứ hả? Con đường Học Lạc. Hôm nay nè, đông ghê mà con. Chùa này là chùa Quan Âm, Hội Quán Ôm Lăng. Hôm nay là ngày rằm, mới người dân người ta đi nè, quá trời. Đó là con quá thấy không? Lấn chiếm quá trời. Giữ xe. Bên đây là tiệm chè Hà Ký nè, nổi tiếng. Trời ơi, nổi tiếng xưa giờ, chè Hà Ký. Ba mẹ con mua một ly cà phê. Không có chỗ đậu luôn. Bên tay trái là đường Hồng Bàng. Kiếm quán cà phê khác cũng được. Chewy. Xem kìa, chưa nắng nóng, xe chạy mấy lớp luôn, xe Thảo Châu này, Bến Tre nè.
trại này trại Trần Nguyên Hãn đó bà con, trại truyền tin. Sài Gòn sao tầm 10 giờ này nó đông dữ trời. Mấy cậu thấy nhà nước cấm mấy cái xe mà chở khách mà vô trung tâm là đúng rồi đó. Quá trời bây giờ ngọt rồi, quá tải rồi. Đó, thêm cái xe buýt nè, cứ dần ra vô khách cái là bắt đầu là Việt Nam mình chưa làm được cái chuyện mà coi như là phải có một cái làn dành riêng cho xe buýt. Ở bên tay trái này là công viên Văn Lang. Ở bên tay phải này hồi xưa trước năm 75 là tòa hành chánh quận 5. Đây là đường Nguyễn Tri Phương. Con đường An Dương Vương này hồi xưa là đường Hồng Bàng rồi bà con. Bên tay trái này đó là câu lạc bộ Sĩ Quan. Bên đây là chợ An Đông. Giờ mình quẹo một vòng vô chợ An Đông xem đây chợ An Đông có đông không. Ui trời, đây là chợ An Đông.
Phía trước á, bà con bác thấy mấy người mặc áo xanh lá cây á, đó là bốc xếp đó bà con. Họ mỗi lần mà họ bốc vô cái gì là họ phải ghi sổ lại để lát nữa họ tính công. Bà con cô bác có còn nhớ không, hồi xưa bên quận 8 á, mấy cái kho gạo á, đi xách gạo mỗi người vác một cái bao gạo từ ở trên tàu mà đi vô kho đó, cứ đi qua vác bao gạo đổi lên cái cầm cái cây que, cứ bưng xuống cầm cây que, bưng lên cầm cái cây que ha. Rồi lát nữa rồi vô xong cầm que mà lấy tiền. Đây là công trường An Đông. Trời ơi, xe quá trời luôn nè bà con, có thấy chưa? Vậy là giờ ngon lành rồi đó. Chợ búa nào cũng gửi xe đông kiểu này là biết người ta đi vô, người ta mua hàng, người ta lấy hàng cũng nhiều đó bà. Tình hình Ba Mê Gò thấy là kinh tế cũng có vẻ là nó ổn ổn chút rồi đó. Chứ đâu có ai rảnh đâu mà đem xe ra đây gửi làm gì. Nhất là những cái mùa mà kinh tế khó khăn á, xin thưa bà con cô bác á, là ở đây bãi xe vắng quay à, đâu có ai đi mua làm chi. Ở đây có tiệm cơm đó nè, tiệm cơm Bình Dân. Xin chào tạm biệt tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Xin hẹn gặp lại các cô chú anh chị và các bạn vào video lần sau. Bye bye. Mình là Lê Thanh Đức Hưng, biệt danh là Ba Michael. Cả nhà nhớ bấm subscribe ủng hộ kênh mình nha. Bye bye, tạm biệt.